Thank you.
viên Cảnh sát Nhân dân kính báo cáo các thủ trưởng, thì cái màn biểu diễn chống hội của đoàn nghệ thuật chống hội Bộ Công an sẽ là màn biểu diễn cuối cùng trong buổi lễ meeting kỷ niệm 75 chiến thắng Điện Biên Phủ. Thì cũng đề nghị bộ phận âm thanh khi cái phần